Thằng Lê xin chào các bạn. Đây là bài số 7 trong loạt video chia sẻ về Revit trên kênh YouTube của thằng Lê. Từ bài 1 đến bài 6, các bạn chưa xem các bạn nhấn vào cái mục mô tả ở bên dưới cái video để các bạn xem nha. Mình có để cái danh sách phát các bạn vào các bạn xem. Rồi, bài 7 thì mình hướng dẫn các bạn tiếp tục thực hành vẽ cái ngôi biệt thự hôm trước. Và bài 6 mình đã dựng được lưới trục. Đây là trong cái ba bài 7 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ nền nhà và bậc tam cấp. Đây, trong bài 6 thì các bạn đã vẽ được lưới trục rồi, còn có grid và level. Trong bài này mình hướng dẫn các bạn vẽ đây cái ngôi biệt thự này, đây là cái sau khi hoàn thiện thì sẽ được như thế này. Đây sản phẩm hoàn thiện nha. Còn cái bài này mục tiêu của chúng ta là vẽ cho được cái nền nhà cộng với lại ba cái bậc tam cấp này thì mình vẽ như thế nào ở trong Revit đây, mời các bạn theo dõi. Các bạn chưa xem bài 6, các bạn xem bài 6. Bài 6 mình đã hướng dẫn các bạn dựng ra được cái lưới trục này rồi. Tất cả các bài hướng dẫn của thằng Lê nó mắc xích với nhau. Các bạn nên xem từ bài đầu cho đến bài số 7. Nếu bạn xem ngang nửa chừng thì có thể bạn sẽ không có hiểu. Rồi, bây giờ mình bắt đầu. Mình chỉ các bạn đưa cái mặt bằng CAD vào. Nếu các bạn có sẵn mặt bằng AutoCAD thì các bạn đưa mặt bằng CAD vào để mình đỡ mất công phải nhìn qua nhìn lại để mình vẽ nó lâu. Tức là mình tận dụng cái mặt bằng CAD. Còn trường hợp các bạn không có mặt bằng CAD thì bạn vẫn vẽ theo lưới trục bình thường nha. Chứ có nhiều bạn nói là tại sao vẽ Revit rồi mà còn phải dùng AutoCAD nữa. Thì mình tận dụng cái mặt bằng CAD có sẵn. Rồi bây giờ mình đưa cái mặt bằng CAD vào, mình chèn mặt bằng CAD vào trong Revit như thế nào. Mời các bạn theo dõi nè. Các bạn vào trong cái mục Insert. Rồi bạn nhấn vào có cái mục là Link CAD. Rồi sau đó bạn tìm đến cái file mà các bạn cần chèn vào. Cụ thể ở đây mình muốn chèn cái file mặt bằng tầng trệt. Rồi trong đây các bạn chú ý những cái thiết lập này, bạn nhớ tích chọn vào cái Current View Only nha, để cho nó chỉ xuất hiện trong cái view nhìn hiện tại thôi, trong cái view nhìn hiện tại thôi. Nếu bạn không có chọn đây, nó thấy xuất hiện trên tất cả các cái view nhìn khác á. Ngay chỗ này cái mục Color thì bạn để là Reserve. Reserve tức là nó Reserve có nghĩa là bảo tồn, tức là nó duy trì, nó giữ cái màu gốc của cái file CAD á. Đây, còn bạn muốn chuyển qua trắng đen, bạn chọn là trắng đen thôi, được chưa nào? Rồi, mình để Reserve. Layer đây, đúng rồi. Cái Import Unit, các bạn lập tức cái đơn vị chèn vào, các bạn chọn là millimeter nha, millimeter. Ok, milli. Cái position này nè, tức là vị trí của cái mặt bằng CAD khi chèn vào trong á, thì các bạn cứ chọn là Auto Center to Center đi ha, cho nó nằm ngay chính giữa cái khu vực, cái màn hình của Revit luôn. Nhấn chọn cái này, Auto Center to Center nè. Rồi các bạn ok cái là được. Bấm Open ở đây nè. Tự động nó xuất hiện ra và nó nằm ngay đúng vị trí luôn, nằm ngay giữa này luôn rồi, nó bạn thấy nằm ngay giữa chưa? Rồi bây giờ các bạn cứ dịch nó qua một bên thì sao, nó bằng định vị nó lại cho nó ngay trục. Có thể nó hiện tại nó chưa ngay trục thì mình định vị cho nó ngay trục bằng cách đó, mình trở lại cái tab Architecture. Đây bạn dùng, bạn chọn vô cái mặt bằng CAD, chọn vô mặt bằng CAD, bạn dùng lệnh mô nè, bạn mô cho nó lệch ra cái đi, bạn mô lệch ra ngoài bạn bỏ, rồi bạn mô định vị vô đó lại nè, thì mình lấy cái điểm góc này làm chuẩn chẳng hạn, đây bạn nhập lệnh mô đó lại, này chọn mặt bằng CAD nè, rồi nhập lệnh mô nè, mình chọn lấy cái điểm chuẩn này, bạn lấy chính xác á, cái góc này nè, rồi chính xác cái trục rồi, các bạn di chuyển bằng bắt vào cái điểm góc này. Bạn có thể lấy cái góc khác nha. Ở đây thằng đây đang lấy cái góc giao giữa trục 1 và trục A. Rồi thì nó vào. Đó thì nó ngay trục hết rồi đó. Nó ngay trục hết chưa? Trục của mặt bằng CAD và cái trục của cái lưới trục ở trong Revit nó phải ngay nhau. Rồi việc tiếp theo, bây giờ chúng ta tiến hành vẽ cái sàn nền vào. Cái mặt bằng CAD này các bạn không có muốn nó xê dịch đó, thì các bạn pin nó đi. Nó có chức năng pin khóa khóa cái mặt bằng CAD này đi. Này, bằng pin chỗ này nè, này pin nó đi. Pin là có nghĩa là nó cố định các mặt bằng CAD, nó không có xê dịch nha. Để vẽ cái sàn, các bạn nhấn vào, bạn nhìn bên trong, bạn phải đang ở cái tab là Architecture nha, trong cái tab vẽ kiến trúc nè. Bạn nhìn vào nó có cái mục là Floor, thì trong đây nó có nhiều thành phần, này là sàn kiến trúc, sàn chịu lực vân vân. Ở đây mình chọn là Floor Architecture, rồi nhấn vào. Thì ở đây mặc định nó xuất hiện ra cái floor generic, mặc định nó dày 300 150. Các bạn bấm vào, bạn chọn là generic 300, tức là mình lấy cái sàn chung chung dày 300.
Rồi sau đó các bạn mới vào bên trong, click vào mục Edit Type nè. Bạn nên duplicate ra để mình tạo thêm một cái loại sàn mới. Cái sàn của mình là 450, sàn 450 ha. Mà cứ đặt cái tên để các bạn nhìn vào các bạn biết. Rồi sau đó bạn OK đây. Sau khi OK xong rồi, bạn nhấn vào Edit chỗ này nè. Nhấn vào Edit chỗ này. Rồi bạn vào trong, đây để mình nhập cái bề dày của cái bản sàn. Bạn gọi ở đây là 450, 450. Đó, còn cái chỗ này là để mình chọn cái vật liệu Material, nhấn vào đây, nút ba chấm nè. Rồi tìm đến cái vật liệu. Ví dụ ở đây mình chọn cho nó là bê tông đúc sẵn, hoặc là bê tông có không, mình chọn là bê tông rồi, concrete. Mình còn là concrete. Rồi các bạn có thể chọn concrete kiểu này cũng được, hoặc là mình chọn render cho nó có cái màu để lát các bạn thấy luôn nè. OK, chẳng có cái texture luôn nha. Rồi OK. Là 450 nè. Rồi bấm OK ở đây. Rồi sau đó bạn lưu ý chọn cái này là cái function là interior, ở bên trong nhà. Rồi OK nữa nè. Rồi bây giờ nó xuất hiện ngay chỗ này. Trước khi vẽ cái sàn á, tôi chú ý mình đang ở level 1 nha các bạn, mình đang ở level 1. Khi vẽ sàn thì các bạn phải biết cái sàn của các bạn là constraint, tức là nó bắt vào cái tầng nào. Thì cụ thể là nó bắt vào cái level 1. Thì hôm trước mình có kể rồi, level 1 là level thấp nhất, là level mà nó âm xuống 450 đó. Rồi level 2 tức là level 0, tức là cái code cao độ 0 0. Level 3 vân vân. Level 1 trong trường hợp này mình đang vẽ, mình đang cho rằng là level 1 là âm 450 nha, là thấp nhất. Thì cái sàn nền của mình bắt đầu bắt vào level 1, và nó từ cái level 1 nó đi lên là 450. 450 nha. Giả sử cái này bạn để bằng 0 đi, giả sử bạn để bằng 0 để theo mặc định đi, lát nữa coi chuyện gì xảy ra nha. Rồi sau đó bạn OK đây nè, bạn apply cái. Rồi bắt đầu các bạn tiến hành bạn vẽ. Thì khi vẽ sàn á thì mặc định bạn nhìn, khi mà bạn nhấn vào lệnh sàn ở bên trong đây, nó vào trong cái môi trường sketch, tự nhiên nó mờ hết tất cả, nó sáng chỗ này lên. Và mặt chỗ này nó có dấu X này, là khi bạn muốn thoát bỏ thì bạn nhấn vào đây thì nó sẽ thoát cái chế độ này. Còn sau khi vẽ cái bản sàn xong rồi, bạn nhấn vào Finish Edit Mode, nhấn vào đây thì sẽ thoát ra và nó kết thúc cái việc vẽ cái sàn đây. Còn ở đây thì mặc định nó chọn là Boundary Line, tức là mình vẽ cái sàn bằng cách là mình chọn những cái đường khép kín thì sẽ tạo ra một cái, tức là một cái đường bao khép kín thì tạo được cái sàn. Nếu bạn vẽ không khép kín thì nó sẽ cảnh báo, nó nói là không có khép kín, bị hở, thì bạn vẽ sao cho khép kín là được. Bên đây nó có rất là nhiều tùy chọn, thì ở đây là Line, thì khi đó bạn vẽ bo theo cái đường nét kép này nè thì ra được cái sàn. Hoặc là cái sàn của các bạn có dạng chữ nhật thì bạn click vào rectangle, bạn vẽ luôn cho nó nhanh. Còn nếu cái sàn có dạng hình lục giác, đa giác thì các bạn chọn ở đây, hình tròn thì chọn ở đây, cung tròn vân vân. Đây là những hình thù để các bạn vẽ. Còn mấy cái pick này á, là khi các bạn pick vào cái vách tường á, thì khi đó nó lấy những cái vách tường này nó làm một cái đường bao khép kín, nó vẽ sàn luôn. Cái đó cái chức năng pick nha. Để đây mình chọn chức năng là line. Rồi bắt đầu nó hơi mờ, các bạn chịu khó các bạn xem. Đúng ra nãy mình để màu đen luôn để cho dễ thấy. Rồi mình vẽ bo theo tường nha, cái sàn của mình ở đây là chỗ này mình vẽ phủ ra ngoài mí tường luôn. Đây, khi vẽ sàn thì các bạn chú ý chỗ này không, không tức là cái sàn nó sẽ sát, bạn vẽ chỗ nào cái sàn nó nằm sát chỗ đó luôn. Giả sử chỗ này bạn nhập là 200, bạn click ở đây, từ đây thuộc vào 200 nó mới vẽ sàn. Đó, offset, cái chức năng offset là như vậy. Rồi ở đây mình vẽ sát luôn, vẽ sát luôn, xuất phát của mình ở đây nha. Rồi các bạn cứ vẽ bình thường không có vấn đề gì hết. Đây, cái tới đây nè, cứ theo cái bờ tường các bạn vẽ. Rồi cái sàn của mình đi tới đây, ở đây là bậc tam cấp, lát mình vẽ riêng, lát các bạn vẽ riêng nó sao. Rồi ra tới đây nè, rồi cái sàn của mình bắt đầu nó đi ra tới đây, các bạn vẽ cho chính xác nữa. Revit thì vẽ nó tương đối phức tạp so với các cái công cụ vẽ khác, tuy nhiên khi các bạn quen rồi thì nó rất là dễ, nó không có gì khó khăn hết. Khi bạn hiểu kiểu cách Revit nó làm việc như thế nào rồi, các bạn làm việc rất là dễ, và các bạn làm vẽ rất là nhanh, nó hỗ trợ vẽ rất nhanh. Đặc biệt là cái khâu chỉnh sửa bản vẽ, nó không có làm thủ công giống như là các bạn vẽ CAD. Bạn chỉnh một cái là tất cả các mô hình của các bạn nó được cập nhật theo, cái mô hình thông tin của bạn cập nhật theo. Chỗ này bạn đi tới đây thôi, cái bậc tam cấp của mình nằm ở đây. Rồi đi qua tới đây. Để thằng lại coi cái sàn này tới đâu. À đi tới đây nè. Rồi nó ra tới đây, rồi quay về cái điểm xuất phát. Khi quay về điểm xuất phát bạn click vào. Đó, sau khi quay điểm xuất phát xong bạn nhấn vào cái, rồi sau đó tiếp tục.
Giả sử hồi nãy bạn vẽ cái chỗ này đi, sau đó bạn mới vẽ thêm. Giả sử bạn vẽ tiếp cái chỗ này hồi nãy, giả sử bạn vẽ nhầm qua đây, bạn bỏ chỗ này ra. Thì khi đó là nó bị chồng lấn sàn nè, này bạn nhìn thấy nè. Nó bắt đầu chồng lấn sàn thì nó sẽ cảnh báo, được chưa nào? Một lát nữa nó sẽ cảnh báo chỗ này. Enter. Này mình kết thúc cái này mình thấy nó cảnh báo không? Đó. Nó cảnh báo nó có chỗ chồng lấn đó. Tức là khi bạn vẽ mà bị chồng lấn là nó sẽ cảnh báo ngay. Không có cái nét này nha, không có cái này. Không có cái này. Trong trường hợp bạn muốn cắt á, thì bạn dùng cái chức năng click ở đây là bạn cắt. Giả sử bạn muốn cắt một cái đoạn nào đó bạn bỏ đi thì dùng chức năng click ở đây nè. Nhấn chỗ này và bạn chọn tích chọn vào cái mục delete inner segment. Thì bạn chọn khoảng cách hai điểm, giả sử bạn muốn ngắt một cái đoạn nào đó bạn bỏ đi, giả sử điểm này với điểm này thì nó sẽ xóa cái khoảng này, nó bỏ luôn, được chưa nào? Tuy nhiên cái đây mình xóa cái này nó cảnh báo lỗi. Đây mình không có xóa. Ok, sau khi vẽ xong cái sàn rồi, các bạn nhấn vào kết thúc ở đây. Rồi, cái sàn của chúng ta đã được tạo ra. Và bây giờ mình chỉnh và mình chọn lại cái mặt đứng, bạn chọn lại sao, các bạn xem coi cái cao độ đúng chưa. Thì các bạn thấy nè, bạn thấy chưa, cái sàn của mình nó đang nằm từ cái cao độ level 1 nó âm xuống 450. Mình muốn là cái sàn của mình bắt đầu từ cái level âm 450 này đi lên. Thì các bạn chọn lại nó, bạn chọn nó nè. Rồi sau đó các bạn chỉnh ngay chỗ này nè, bạn nhập ngay chỗ này là cái hai offset này nè, gõ vào 450 thì nó dịch lên đúng bằng 450. Là bạn xem nó sẽ dịch lên đúng vị trí chúng ta mong muốn nè. Rồi nó lên rồi, đúng vị trí rồi đó, bạn chú ý vào đó ha. Hồi nãy mình nếu mà mình chưa mình nhập ngay từ đầu thì các bạn sẽ không có hiểu. Bây giờ mình cho chuyển qua mặt đứng mà các bạn thấy sẽ dễ hiểu hơn. Rồi cái sàn chúng ta xong, bây giờ cái tới cái việc vẽ mặt tam cấp. Vẽ mặt tam cấp ở trong Revit vẽ như thế nào đây? Các bạn chuyển lại cái level 1. Chuyển lại level 1. Rồi, bắt đầu mình tiến hành mình vẽ nè. Tức mình vẽ từ cái level 1 lên level 2. À, cái tam cấp của mình là nó hướng từ level 1 lên level 2. Để vẽ tam cấp, các bạn nhìn trong cái tab Architecture, nó có một là stair, nó cũng các bạn cũng dùng là vẽ cầu thang bằng vẽ đó. Rồi bạn nhấn vào là stair này. Thì nó xuất hiện ra trong đây, nó có nhiều loại cầu thang. Như là cái này là assemble stair, là cầu thang dạng lắp ghép, như cầu thang xoắn, cầu thang sắt đó, bằng là dạng lắp ghép đó. Còn cái cast in place stair là cái cầu thang đúc tại chỗ, đúc bê tông tại chỗ nha. Monolithic stair tức là cái nguyên khối ha. Còn recast, là đúc sẵn á, cầu thang đúc sẵn ở làm sẵn ở nhà máy, ở phân xưởng rồi mang tới lắp ghép thôi, hiện gọi là recast stair. Thì ở đây để vẽ bậc tam cấp, các bạn dùng cái cast in place stair để các bạn vẽ, bạn nhấn vào monolithic stair nha. Rồi bây giờ mình thiết lập cho nó nè. Bắt đầu mình giải thích cho các bạn hiểu rõ cái này, để vẽ được cái cầu thang stair này các bạn hiểu rõ cái này. Base level tức là cái chân cầu thang á, nó xuất phát là nó kết nối vào cái level 1. Và base offset tức là từ cái level 1 lên bao nhiêu mới bắt đầu xuất phát chân cầu thang. Nếu bạn để không thì nó sát vô level 1 luôn. Giả sử bạn cho 200 thì nó hỏng lên 200 so với level 1. Top level là cái điểm đến của cái cầu thang, là cái điểm đến của cầu thang, là cái nơi đến của cầu thang á, tức là cầu thang cái đầu trên á, nó gắn vào đầu đó, nó gọi là top level. Còn cái khoảng này là từ cái top level này trở lên và trở xuống, nếu bạn nhập dương là nó đi lên, âm là đi xuống nha, là bao nhiêu bạn gõ vào con số ở đây. Rồi mấy cái này mình rebar tức là cái lớp bảo vệ thép á, rebar là thép, cover là bảo vệ bao bọc ở bên ngoài. Dimension thì cái này là cái số bậc. Desire là mong muốn, number là cái số bậc mong muốn à, thì bạn gõ vào đây. Thì ở đây là chỉ có hai ba bậc thôi. Còn cái actual number tức là cái bậc số bậc thực tế. Còn cái này là cái chiều cao bậc thực tế. Actual height là cái chiều cao bậc thực tế. Còn cái actual dress depth tức là cái chiều sâu của bậc á, chiều sâu thực tế của bậc. Dress grade Start number tức là cái bắt đầu đánh số bậc là một nha. Ok, rồi bây giờ bắt đầu mình vẽ nè. Các bạn nhìn lên bên trên đây, mình phải thiết lập một chút xíu. Bạn vào trong cái Edit Type, rồi các bạn nhập vô cho chỗ này nè. Bạn vô ngay chỗ này, bạn nhấn vô.
Tại vì cái này chúng ta bề dày mặc định cái thân thang của mình, tại vì cái bậc tam cấp của mình nó là nó phải đầy đặn từ dưới lên tí xíu, mình giải thích cái này là có băng nhìn rồi đó. Nếu mà các chỗ này mà đến 150 luôn thì một lát là băng vẽ cái bậc bên phía trong cái thân thang nó có cái đường, nó mới dày có 150 thôi, mình muốn cho nó sát xuống dưới sàn luôn thì cái này bằng cho khoảng 400 là ok. Em tí xíu mình giải thích thêm cái này, là có cái hình giải thích sẽ dễ hiểu hơn. Rồi tiếp tục nè, bằng cho này 400 nha, tí thằng Lê giải thích cho cái này cho bạn hiểu cái thì vì sao phải nhập cái structure depth cho này là 400, mà lát mình giải thích coi structure depth là cái gì. Rồi apply, ok. Rồi cái này á là cái giá trị mà khi mà bạn nhập vào đây, lát nữa bạn vượt qua cái này vào dưới cái này hoặc trên cái này thì nó sẽ cảnh báo nha. Ok, này interior đúng rồi. Rồi các bạn chỉ việc apply, ok. Rồi bạn nhập vào đây, cái actual stress này là 300, cái bậc tam cấp của mình là 300, bậc tam cấp của chúng ta là 300 nha. Rồi bên trên các bạn nhìn bên phía trên nữa, offset bạn nhìn cái giá trị chỗ này nè, offset cũng tương tự, tức là từ cái đường tam vẽ nó cách cái cầu thang nó ra là bao nhiêu đó, bạn nhập vào đây. Còn cái actual run width tức là cái chiều rộng của cái vế thang ở đây, từ đây qua đây bạn phải biết là cụ thể là bao nhiêu, trong trường hợp này là 4.500 đó, rồi bạn gõ vào đây 4.500. Tức mình vẽ cái bậc này trước nè, từ đây qua đây là 4.500 nè, bạn gõ 4.500 vào đây nè. Automatic landing tức là tự động nó tạo ra chiếu nghỉ, trong trường hợp bạn vẽ cái cầu thang đi lên bằng chỉ cần vẽ bẻ qua cái là tự động nó tạo cái chiếu nghỉ luôn. Ở đây thì mình vẽ tam cấp thì không có chiếu nghỉ ở đây. Center ở vị trí vẽ mình con trỏ vẽ mình chọn ngay giữa ha. Còn offset tức là từ vị trí con trỏ ra bao nhiêu thì mình nhập vào đây. Rồi ở đây mình để bằng không luôn. Bắt đầu mình vẽ từ đây, đây bạn thấy là cái điểm xuất phát là theo cái bằng kén này mà mờ bạn thấy nè. Đây vẽ lên nè, bao lên nè. Rồi vẽ lên xong. Sau đó các bạn bấm vào kết thúc ở đây, bấm kết thúc ở đây nè. Rồi xong. Tiếp tục bạn vẽ cái bậc chỗ này, cách làm tương tự, để làm tương tự thì các bạn nhấn vào đây, đảo thiết lặp lại và bạn kích chuột phải vào đây, chọn chọn vô bậc thang cái rồi sau đó bạn lít chuột trái vào đây một cái. Rồi sau đó các bạn nhập cái chiều rộng này, cái chiều rộng chỗ này là 800, này là 3.300 nha. Nếu bạn không biết thì bạn cứ dùng đo, nếu bạn đo trong cái bạn đo trong Revit thì bạn đo cái chỗ này nè. Thằng Lê chỉ cho các bạn đo nè. Bạn dùng cái đo cái thước chỗ này nè, bạn đo. Để chúng mình muốn đo từ đây qua đây có nó bao nhiêu nè. Đó, 800 đó bạn thấy chưa? Đó, cách đo để mình kiểm tra cái kích thước. Nhấn cái kép là thoát lệnh. Rồi bây giờ mình trở lại cái cầu thang, cái bậc thang chỗ này. Bạn chọn vô cái bậc thang này cái, sau đó bạn nhấn vào similar. Rồi bắt đầu mình vẽ nè. Bạn nhập vào đây 800. 800 nha, đừng gõ nhầm. Rồi 800 xong, này là bằng cái này phải nhập vô 300 mới đúng. Rồi trong cái edit time kiểm tra lại coi nó có đúng chưa, cái chỗ này phải 400 nó mới sát xuống cái nền nhà. Rồi 400. Apply, ok. Rồi bắt đầu vẽ nè. Ở đây mình đi trên xuống đi, trên xuống lát mình lật ngược lại cũng được, lý do cái đường dưới mình không có bắt được. Rồi lật ngược nó lại, bạn bấm vào kết thúc nó cái thì nó sẽ xong nè. À cái chiều rộng bậc thang cái này nó chưa đúng thực tế nè, chọn nó bạn nhập vô nó đang ngàn, sửa lại 800. Rồi apply, lý do là nó do là cái chỗ thiết lập của mình hồi nãy là 1.000 đó, do bên trong đây nè, tức là do bên trong đây hồi nãy mình thiết lập cái tối thiểu là 1.000 chỗ này nè. Này thằng Lê vô trong cho các bạn xem nè, đâu rồi, chỗ nào đâu rồi, rồi để ok cái đi, mình kết thúc cái đây nha. Rồi save rồi chết. Đây lý do tại sao mà mình nhập 1.800 rồi mà nó vẫn ra 1.000 là lý do này nè. Đây mình vô đó lại nè, các bạn xem chỗ này nè, đó do chỗ này mình đang để mặc định là minimum là 1.000 mà, cho nên bạn xuống 800 nó đâu có cho, thì bạn hạ này thấp xuống rồi chưa nào. Đây là cái giá trị để mà khi mà vượt qua cái ngưỡng này hoặc là dưới ngưỡng này thì nó sẽ cảnh báo vậy thôi, ý nghĩa ba cái ô này là như vậy. Rồi tiếp tục bên đây, giờ mình vẽ bên đây các bạn cũng nhập lại chọn tương tự nè, similar nè. Rồi các bạn nhấn vào cái số bậc ở đây, sửa lại cái này 300, do cái mức tối thiểu ở bên trong này nãy mình để là 288, nó cứ nó mặc định là 338 288 cho các bạn. Rồi apply chỗ này đi. Rồi tiếp theo cái này là 3.300 nha.
3.3 là từ đây qua đây nè. 3.300. Ok rồi, đầy đủ. Kiểm tra lại coi nó ok hết chưa. Bắt đầu từ cái level 2. Level 1 đến level 2, đúng rồi. Ok, chính xác hết rồi. Là bắt đầu vẽ thôi. Rồi, từ đây đây vào vẽ xuống ngay điểm giữa nè. Ngay điểm giữa nó qua đây nè, đúng không? Đúng rồi, vẽ xuống. Ok. Vẽ xong rồi bạn nhấn vào kết thúc ở đây. Đó. Thì cái nào nó ngược, cái này nó bị ngược nè, hai cái này nó đang bị ngược nè. Đây, để mình chuyển lại 3D cho các bạn xem nó bị ngược nè. Cái nào bị ngược thì các bạn quay lại thôi. Này. Đấy, hai cái này bị ngược đúng không? Bạn chọn lại cái level 1. Bạn chỉ cần chọn vô nó. Mình thấy có cái mũi tên nè, bấm ngược lại cái nó quay lại, nó quay lại thôi, nó có mũi tên nè, bấm lần ngược lại. Rồi xong. Rồi bạn chuyển lại 3D các bạn xem lại. Nhấn vào trong cái 3D nè. Ok, chính xác rồi. À, chúng ta không cần tay vịn thì các bạn xóa tay vịn đi. Cái lan can, cái tay tay vịn lan can này nè, đó bạn xóa đi. Thì nó để là cái bậc thôi. Rồi, thằng Lê giải thích cái giá trị 400 hồi nãy. Hồi nãy á, nếu mà các bạn mà để 150 thì chỗ này bắt đầu nó bốc lên, này chỗ này nó bắt đầu nó ngóc lên, được chưa nào? Nó chính là cái bề dày này nè, nó chính là cái bề dày của cái thân thang á. Cho 400 thì cái bề dày khi mà vượt quá thì đảm bảo nó sẽ đi thẳng xuống. Chứ nếu bạn cho mà nhỏ hơn 400, bạn cho cụ thể 100 đi, lát nữa bắt đầu nó ngóc lên tại cái này nó, cái bề dày thân thang tính từ cái chỗ này nè, nó đo thẳng xuống. Nó đo thẳng xuống, được chưa nào? Trong trường hợp bạn vẽ nhiều bậc, đây mình vẽ nhiều bậc các bạn thấy rõ hơn nè. Rồi rồi, do mình vẽ có hai bậc thôi. Để mình cho nhập lại vẽ cầu thang nha. Rồi, ở đây mình cho kết nối lên cái level 3 đi. Đó, mình vẽ nhiều bậc lên. Rồi, các bạn xem nè. Chọn lại cái view 3D. Kết thúc ở đây, làm xong phải nhớ kết thúc ở đây. Còn không vẽ, bấm vào đây bỏ. Bấm cái dấu check màu xanh đây nè. Rồi, chuyển lại cái view nhìn trong không gian 3D nè. Các bạn xem. Đây, cái cầu thang mình mới vẽ nè. Thì cái khoảng 400 đó, nó chính là từ đây đến đây nè. À, từ ngay cái cậy này nè, đi xuống tới đây nè. Rồi bề dày của cái thân thang á, bề dày của cái thân thang. Thì bạn cho nó lớn hơn cái khoảng mà từ dưới cái nền nhà, cái cốt 00, cái level 1 lên. Thì đảm bảo nó sẽ ăn sát xuống thôi. Tại cái bậc tam cấp của mình muốn cho nó sát xuống, chứ đâu có khoảng ngóc này đâu. Này, tức là mình không có khoảng ngóc này nè. Chứ nếu không, hồi nãy nó sẽ ngóc, nó sẽ bốc lên như thế này. Thì cái bậc cái này nó không có sát xuống cái sàn nhà, được chưa các bạn? Đó, cho nên mình mới cho 400 là như vậy. Bạn cho lớn hơn 400 là được. Chứ bạn cho khoảng chừng 100 các bạn thấy nó ngóc lên. Rồi, cái video này thằng Lê vừa hướng dẫn cho các bạn vẽ xong được cái nền rồi. Thì cái video sau bắt đầu mình tiến hành dựng tường, cột, rồi đưa cửa nẻo và vân vân. Từ từ mình sẽ hoàn thiện cái mô hình này. Được chưa các bạn? Rất là dễ, không có gì khó khăn hết. Khi làm có gì rắc rối các bạn cũng vui lòng comment hỏi ngay bên dưới cái video, thằng Lê sẽ trả lời hết những câu hỏi cho các bạn. Cảm ơn chị các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn giúp thằng Lê like cũng như là mình để lại một cái lời nhận xét cũng như là một cái lời nhắn giúp thằng Lê nha, để mình hoàn thiện những cái video tiếp theo cũng như là cái cách chia sẻ cho nó phù hợp để các bạn tiếp thu cho nó dễ dàng. Cảm ơn các bạn.